Trong những tuần qua, chương trình cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine đã nhiều lần đề nghị được tiếp cận nhiên liệu, nhưng yêu cầu này vẫn chưa được giải quyết. Theo ông Philip Lazzarini, vì thiếu nhiên liệu, chương trình cứu trợ sẽ không thể đưa xe tải qua khu vực phía nam của dải Gaza để chở hàng cứu trợ. Hơn 60 cơ sở của chương trình cứu trợ Liên Hợp Quốc ở Palestine bị tấn công, hầu hết trong số đó ở phía nam Gaza. Trong một diễn biến liên quan, Batel và Yawan, hai nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất ở dải Gaza, thông báo tất cả các dịch vụ viễn thông tại khu vực đông dân cư đã ngừng hoạt động vì mọi nguồn năng lượng đều đã cạn kiệt. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc đánh giá chỉ 10% nguồn cung cấp thực phẩm cần thiết được đưa vào dải Gaza kể từ khi bắt đầu xung đột. Khu vực này đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng và nạn đói lan rộng, gần như toàn bộ người dân đang rất cần được hỗ trợ. Cũng theo chương trình Lương thực Thế giới, tình trạng thiếu nhiên liệu cũng làm tê liệt hoạt động phân phối và nhân đạo, trong đó có công tác cung cấp hỗ trợ lương thực. Ngay cả khi các xe tải đến từ Ai Cập và dỡ hàng hóa xuống dải Gaza, chương trình Lương thực Thế giới vẫn không thể tiếp cận dân thường ở những nơi trú ẩn vì không đủ nhiên liệu cho các phương tiện phân phối.